vị đang theo dõi chương trình Hàng hóa thị trường. Thưa quý vị, đất hiếm đang nổi lên như một nguồn quan tâm quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang ô tô điện. Và đây cũng được xem là một trong những vũ khí kinh tế đáng gờm của Trung Quốc. Nhưng liệu các nhà sản xuất xe điện châu Âu, Mỹ, Nhật có khoanh tay đứng nhìn Bắc Kinh giữ thế độc tôn trong lĩnh vực này? Đáng chú ý là sau đất hiếm, gã khổng lồ Trung Quốc còn khẳng định vị thế chi phối đối với kim loại được coi là thước đo sức khỏe của nền kinh tế thế giới. Cuộc đua sở hữu kim loại xanh thêm gay cấn khi bộ phận khai thác mỏ của tập đoàn Rosatom Nga tuyên bố nắm giữ quặng uranium đủ dùng trong hơn 100 năm. Trong khi đó, phương Tây đứng ngồi không yên khi các gói trừng phạt nhằm vào Moscow đang trở nên vô dụng. Các siêu thị châu Âu dường như đang phải ngụy trang hàng hóa liên quan đến nhà nước Do Thái do sự leo thang của xung đột Gaza. Tại Việt Nam, kỷ nguyên số đang khiến các nền tảng ứng dụng công nghệ đau đầu với bài toán không dùng tiền mặt. Vậy GoJet và Zalo đã làm gì để hóa giải bài toán này? Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngành công nghiệp ô tô đang ở giai đoạn cạnh tranh cực cao, khi các nhà cung cấp và sản xuất ô tô châu Âu, Mỹ và Nhật Bản đang nỗ lực sản xuất động cơ xe điện có ít hoặc không có hàm lượng đất hiếm để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, nhà sản xuất hàng đầu và đồng thời cũng là nhà ấn định giá đất hiếm. Đất hiếm là một nhóm gồm 17 nguyên tố được sử dụng trong nhiều sản phẩm khác nhau, bao gồm tuabin gió và thiết bị điện tử tiêu dùng do đặc tính từ tính và điện tử của chúng. Nam châm vĩnh cửu là từ đất hiếm được cho là có vai trò thiết yếu trong việc sản xuất động cơ điện cho xe hybrid và EV. Những công dụng này đã thu hút được sự chú ý sau khi Trung Quốc vào tháng trước đã công bố các yêu cầu về giấy phép xuất khẩu đối với một số sản phẩm than chì từ tháng 12 với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Tuy nhiên, hạn chế này cũng đã nêu bật nguy cơ phụ thuộc quá mức vào đất hiếm Trung Quốc, đồng thời cho thấy tính khả thi về mặt thương mại của các loại động cơ khác trước đây với kích thước lớn và quá kém hiệu quả nhưng không có nam châm vĩnh cửu, hoặc những loại có ít hàm lượng đất hiếm thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô điện gấp rút tìm kiếm các giải pháp thay thế. Vào đầu năm nay, doanh nghiệp dẫn đầu thị trường ô tô điện hiện nay là Tesla đã gây chú ý khi tuyên bố rằng sẽ cắt giảm thành phần đất hiếm khi sản xuất dòng xe điện thế hệ tiếp theo của hãng. General Motors, Jaguar Land Rover, GLR và các nhà cung cấp lớn như là BorgWarner cũng đang nghiên cứu và phát triển các động cơ có hàm lượng đất hiếm từ thấp đến không. Tập đoàn Nissan của Nhật Bản cũng đang tiến hành chiến lược kép nhằm phát triển cả động cơ IESM mới hơn và các động cơ nam châm vĩnh cửu, trong đó hàm lượng đất hiếm sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Theo Reuters, nhà cung cấp GF của Đức cũng có kế hoạch phát triển động cơ IESM. Giám đốc công nghệ của GF Otmar Strack cho hay, loại động cơ này có kích thước và hiệu suất tương ứng với động cơ nam châm vĩnh cửu. Ông nói, đây là một đóng góp quan trọng giúp chúng tôi bớt phụ thuộc vào Trung Quốc hơn. Ông Strack còn cho biết, GF đang đàm phán với các nhà sản xuất ô tô của Mỹ, châu Âu và Trung Quốc để cung cấp và có thể sản xuất mẫu xe điện sử dụng động cơ này trong vòng 2 năm tới. Trong khi đó, Trung Quốc lại đang trong giai đoạn mở rộng ngành công nghiệp đồng một cách nhanh chóng và góp phần định hình lại dòng chảy toàn cầu của kim loại thiết yếu trong quá trình chuyển đổi năng lượng của thế giới. Theo Japan Times, việc Trung Quốc chi phối việc cung cấp các kim loại xanh như lithium, cobalt và nickel được sử dụng trong pin xe điện đã khiến các chính phủ phương Tây khuyến khích các chuỗi cung ứng riêng biệt. Trong khi đó, sản lượng đồng tinh chế của Trung Quốc cũng như thị phần của nước này trong sản lượng đồng của thế giới đang hướng tới mức kỷ lục trong năm nay sau sự bùng nổ trong xây dựng các nhà máy luyện kim mới. Đồng được xem là thước đo sức khỏe của nền kinh tế, là mặt hàng quan trọng nhất trong thời đại khử carbon vì sử dụng trong mọi thứ, từ xe điện đến tuabin gió và lưới điện trên diện rộng. Nhu cầu bùng nổ của Trung Quốc đối với công nghệ xanh là một điểm sáng cho thị trường kim loại thế giới, vốn đang gặp thách thức vào năm 2023. Bất chấp thiệt hại tài chính do đại dịch và cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản ở Trung Quốc, mức tiêu thụ đồng của quốc gia này tương đối mạnh vào năm 2023. Công ty nghiên cứu CRU dự báo nhu cầu đồng ở Trung Quốc sẽ tăng 5% trong năm nay, trong khi Goldman Sachs Group xem đồng là một trong những mặt hàng hàng đầu được lựa chọn trong năm tới do nhu cầu môi trường xanh mạnh mẽ. Tại Nga, bộ phận khai thác mỏ của Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Rosatom của nước này mới đây cho biết dự trữ uranium của khu vực quặng Ekon ở nước Cộng hòa Sakha thuộc Liên bang Nga sẽ đủ dùng trong 100 năm. Tass dẫn lời ông Viktor Svitsky,
Phó Tổng Giám đốc thứ nhất kiêm Giám đốc điều hành của ARMZ Uranium Holding Company cho biết, trữ lượng uranium của mỏ Acorn đã được thăm dò và đưa vào sổ đăng ký quốc gia. Với công suất 2.000 tấn mỗi năm, trữ lượng này dự kiến sẽ đủ dùng cho hơn 100 năm. Tuy nhiên, uranium hiện vẫn chưa được khai thác tại mỏ này. Acorn MMB, một doanh nghiệp khác thuộc bộ phận khai thác mỏ của Rosatom cho biết, đến nay họ chỉ đang tham gia phát triển một dự án quặng vàng ở khu vực này. Việc phát triển dự án uranium ở vùng Acorn dự kiến sẽ tiến hành vào năm 2035. Đối đầu Nga và phương Tây vẫn không ngừng tăng nhiệt, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại. Tuy nhiên, theo các quan chức phương Tây và dữ liệu xuất khẩu của Nga, mức giá trần mà Mỹ và một số nước áp lên dầu thô của Nga gần như đã bị phá vỡ hoàn toàn. Điều này buộc các nước phải tìm cách củng cố một trong những biện pháp trừng phạt kinh tế quan trọng đối với Moscow. Theo Financial Times, một quan chức cấp cao của chính phủ châu Âu cho biết hầu như không có lô hàng dầu mỏ xuất khẩu qua đường biển của Nga trong tháng 10 dưới mức giá trần 60 đô la Mỹ mỗi thùng mà G7 và các đồng minh đã cố gắng áp đặt. Các quan chức EU đã tổ chức các cuộc thảo luận trong những ngày gần đây về việc tăng cường hiệu quả của lệnh giới hạn, bao gồm các lựa chọn tăng cường thực thi hoặc hạn chế khả năng tiếp cận của Nga vào thị trường tàu chở dầu đã qua sử dụng. Mối lo ngại của các quan chức phương Tây càng tăng lên khi số liệu thống kê chính thức của Nga cho thấy giá bán dầu mỏ trung bình trên 80 đô la Mỹ mỗi thùng. Giá dầu xuất khẩu của Nga tăng vọt đã giáng một đòn mạnh vào nỗ lực của G7 nhằm hạn chế nguồn vốn chảy vào Điện Kremlin. Các nước thành viên nhóm G7 và Australia đã đưa ra các biện pháp giới hạn giá dầu thô vào tháng 12 năm ngoái nhằm mục đích siết chặt nguồn thu ngân sách của Nga. Chưa dừng lại ở đó, các nước này cũng đã cắt đứt khả năng tiếp cận các dịch vụ phương Tây như vận chuyển và bảo hiểm trừ khi các nhà giao dịch tuân thủ giới hạn 60 đô la Mỹ mỗi thùng. Mặc dù các biện pháp này đạt được một số thành công ban đầu, tuy nhiên, Nga đã tỏ ra thành thạo trong việc chống lại chúng. Chẳng hạn như nước này đã cho xây dựng hạm đội bóng tối gồm các tàu chở dầu cũ để tránh né các thị trường phương Tây. Giá dầu Uran trung bình, loại xuất khẩu chính của Nga, đã vượt trên giới hạn 60 đô la Mỹ mỗi thùng mùa hè này trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do Nga và OPEC cộng hạn chế sản lượng. Tuy nhiên, một phần dầu Uran vẫn được giao dịch dưới mức 60 đô la Mỹ mỗi thùng. Mặc dù doanh thu từ việc bán dầu và khí đốt của Moscow trong tháng 1 giảm 46% so với cùng kỳ xuống còn 426 tỷ rúp, tương đương 4,6 tỷ đô la Mỹ sau khi giới hạn giá lần đầu tiên được thực thi, nhưng kể từ đó doanh thu của họ đã tăng đáng kể. Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Tài chính Nga, doanh thu từ dầu khí của nước này đạt 1,635 nghìn tỷ rúp, tức khoảng 17,6 tỷ đô la Mỹ trong tháng 10, tăng hơn gấp đôi so với tháng trước và tăng 1/4 kể từ tháng 10 năm 2022. Một thông tin đáng chú ý khác, theo báo chí địa phương, các siêu thị Lidl ở Pháp đang bị chỉ trích vì cố gắng ngụy trang hàng hóa có xuất xứ từ Israel bằng cách dán nhãn các sản phẩm như bơ và lựu của nước này là có nguồn gốc châu Phi hoặc Tây Ban Nha. Một số người dùng mạng xã hội X đã đăng ảnh chụp các sản phẩm, bao gồm cả nhãn gốc sản phẩm và nhãn dán do cửa hàng thêm vào và gọi là vụ bê bối tại Lidl. Theo nhãn mác trên bao bì sản phẩm, món hàng này được cho là đến từ Maroc, nhưng sau khi kiểm tra, hóa ra nguồn gốc thực sự là từ Israel, một người dùng viết. Những sự cố tương tự cũng đã được ghi nhận tại các cửa hàng Auchan và Carrefour. Bình luận về các báo cáo trên, Square Group, tập đoàn tư nhân vận hành chuỗi siêu thị Lidl, nói rằng vụ việc được cho là cố ý dán nhãn sai này không có gì khác hơn là một lỗi trưng bày nhỏ, do thực tế là các sản phẩm bơ và lựu của chúng tôi đến từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, theo RT, số lượng dán sai nhãn tại các siêu thị đã tăng lên đáng kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ và các lời kêu gọi tẩy chay hàng hóa liên quan đến Israel trở nên thường xuyên hơn đến từ các nhà hoạt động ủng hộ lực lượng Palestine. Một số người dùng cho rằng những lời kêu gọi này đã khiến các cửa hàng cố tình ngụy trang sản phẩm để khách hàng tiếp tục mua những sản phẩm có nguồn gốc từ Israel. Chuyển sang một số thông tin trong nước, thưa quý vị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, tại cuộc họp với Tổng công ty truyền tải điện quốc gia EVN-NBT, ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc EVN yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải phục vụ nhập khẩu điện Lào và giải phóng công suất thủy điện nhỏ vùng Tây Bắc, đảm bảo cung ứng điện cho khu vực miền Bắc trong năm 2024 và giai đoạn tới. Theo đó, EVN-NBT đang triển khai 3 dự án mua điện Lào khu vực phía Bắc gồm đường dây 220 kV, trạm cắt Nậm Sâm, Nông Cống, phần đường dây trên lãnh thổ Việt Nam.
Đường dây 220 kV tương dương đô lương, dự án lắp máy biến áp thứ hai TBA 220 kV tương dương. Cùng với đó, tổng công ty cũng thực hiện 12 dự án giải tỏa thủy điện nhỏ khu vực Tây Bắc như trạm biến áp 220 kV Điện Biên, đường dây 220 kV Sơn La Điện Biên, trạm biến áp 220 kV Bát Sát. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn như bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, điều chỉnh hướng tuyến, chủ trương phê duyệt đầu tư. Điển hình đường dây 220 kV trạm cắt Nậm Sâm, Nông Cống có vai trò quan trọng trong việc nhập khẩu điện từ Lào, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho năm 2024. Song dự án hiện vẫn vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng ở hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trước đó, kết luận của Thường trực Chính phủ về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 nêu rõ, ngoài việc sử dụng tối đa các nguồn điện trong nước, các đơn vị có thể tính toán phương án mua điện trực tiếp từ Lào, Trung Quốc, nhưng phải sớm đưa ra dự báo chính xác. Lĩnh vực giao nhận hàng hóa trong kỷ nguyên số cũng có nhiều biến chuyển đáng quan tâm. Gojek và Yalobay hôm 14 tháng 11 đã công bố hợp tác nhằm mang đến lựa chọn thanh toán mới, cho phép người dùng sử dụng Yalobay thanh toán cho dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến GoFood trên ứng dụng Gojek. Theo đó, người dùng có thể thanh toán bằng Yalobay cho các dịch vụ khác trên ứng dụng Gojek như dịch vụ vận chuyển gọi xe 2 bánh GoDrive, xe 4 bánh GoCar và giao hàng GoSend từ đầu năm 2024. Việc đưa Yalobay lên nền tảng Gojek là một phần trong chiến lược của Gojek nhằm cung cấp cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn về phương thức thanh toán, khi Gojek đang hướng đến mục tiêu mang lại trải nghiệm thanh toán an toàn, liền mạch và thuận tiện trên ứng dụng. Mối quan hệ hợp tác cũng sẽ giúp Gojek phục vụ hệ sinh thái hơn 11,5 triệu người dùng Yalobay và tiếp cận hàng chục triệu người dùng Zalo, đại diện Gojek nói. Hợp tác giữa hai ứng dụng này nhằm khuyến khích hơn nữa việc sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt của người tiêu dùng trong nước. Điều này hỗ trợ sự chuyển dịch ngày càng gia tăng từ phương thức thanh toán truyền thống sang thanh toán không tiếp xúc tại Việt Nam. Ông Sumit Rathor, tổng giám đốc Gojek Việt Nam, cho biết việc tích hợp Yalobay trên Gojek đánh dấu một bước quan trọng trên hành trình đẩy mạnh việc áp dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt an toàn và dễ sử dụng, phù hợp với cam kết cải thiện cuộc sống thông qua công nghệ của chúng tôi. Trong khi đó, phía Yalobay cho biết hợp tác cùng Gojek đánh dấu cột mốc quan trọng trong sứ mệnh phát triển và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của Yalobay, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải và giao hàng tại Việt Nam. Giá vàng trên thế giới hôm nay, ngày 15 tháng 11, niêm yết trên Kitco ở mức 1.962 đô la Mỹ trên một ounce, tăng 12 đô la Mỹ trên một ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.970 đô la Mỹ trên một ounce. Tại thị trường trong nước, lúc 6 giờ 30 phút hôm nay, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 69,55 tới 70,4 triệu đồng một lượng, tăng 150.000 đồng một lượng chiều mua vào và 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Trong khi đó, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 69,55 tới 70,35 triệu đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều. Trên thị trường nhiên liệu, tại thời điểm 6 giờ 55 phút ngày 15 tháng 11 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent và WTI không có nhiều thay đổi, lần lượt ở mức 82,35 và 78,06 đô la Mỹ mỗi thùng. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá ga tại thị trường thế giới tăng 0,16% lên mức 3,1 đô la Mỹ trên MMBTU đối với hợp đồng khí ga tự nhiên giao tháng 12 năm 2023. Tại thị trường trong nước, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2023, giá ga bình Petrolimax bán lẻ đã bao gồm VAT tại thị trường Hà Nội là 438.300 đồng một bình dân dụng 12kg, 1.753.000 đồng trên một bình công nghiệp 48kg, lần lượt tăng 4.020 đồng một bình 12kg và 15.880 đồng một bình 48kg đã bao gồm VAT. Trên thị trường cà phê, giá cà phê Robusta trên sàn London lúc 4 giờ 24 phút bất ngờ quay đầu giảm, mức giảm từ 12 tới 29 đô la Mỹ một tấn so với phiên giao dịch trước đó, dao động từ 2.359 tới 2.521 đô la Mỹ một tấn. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 15 tháng 11 có xu hướng giảm, mức giảm trên dưới 1% so với phiên giao dịch trước đó, dao động từ 171 tới 179,15 cent trên một bao tùy từng kỳ hạn giao hàng. Ngược lại, giá cà phê trong nước đảo chiều tăng cao. Số liệu cập nhật lúc 4 giờ 24 phút ghi nhận mức tăng từ 1.100 tới 1.200 đồng một ký, cán mốc trên 59.000 đồng một ký.
Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 59.200 đồng một ký, giá mua cao nhất là 59.400 đồng một ký. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hàng hóa thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.